Top 5 cầu thủ đạt mốc 50 bàn cho đội tuyển quốc gia nhanh nhất. Hãy cùng điểm lại 5 cầu thủ ghi được 50 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia với số trận ít nhất. Số 5, Lionel Messi, 121 trận. Lionel Messi gần đây đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia của Anh giành chiến thắng trong trận siêu cúp liên lục địa khi La Pulga cung cấp hai đường kiến tạo trong chiến thắng 3-0 trước Italia. Chân sút của Paris Saint-Germain đã tỏa sáng rực rỡ cho đất nước của anh ấy kể từ khi ra mắt đội 1 vào tháng 8 năm 2005. Một năm sau, anh ấy cũng trở thành cầu thủ Argentina trẻ nhất thi đấu và ghi bàn cho quốc gia của mình tại World Cup. Vì vậy, cậu bé luôn được định sẵn cho sự vĩ đại và chưa khiến bất kỳ ai thất vọng khi tính đến thời điểm hiện tại đã có 86 bàn thắng. Cầu thủ chạy cánh này cũng đang trở nên tốt hơn theo tuổi tác khi anh ghi 50 bàn đầu tiên cho Argentina sau 121 trận. Tuy nhiên, 36 pha lập công còn lại chỉ đến sau 41 trận. Đó là một tín hiệu đáng mừng khi La Albiceleste đang tìm cách đưa FIFA World Cup về nhà năm nay. Số 4, Cristiano Ronaldo, 114 trận. Cristiano Ronaldo là một cỗ máy ghi bàn và những con số của anh ấy đã nói lên điều đó. Mặc dù đã là một huyền thoại ở cấp độ câu lạc bộ, nhưng những màn trình diễn của anh ở cấp độ đội tuyển quốc gia cũng rất đáng nể. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã phá kỷ lục của Ali Daei năm ngoái khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho một đội tuyển quốc gia. Ronaldo hiện có 117 bàn thắng quốc tế ghi tên mình, chỉ 1/6 trong số đó đến từ các trận giao hữu. Giống như Messi, Ronaldo cũng càng ra càng ghê gớm. Bằng chứng là anh đã ghi 67 bàn sau 74 trận gần nhất. Tuy nhiên, 50 bàn thắng đầu tiên của anh đã mất tới 114 trận để đạt được cột mốc đó. Bất chấp điều đó, tiền đạo này đã bắt đầu sự nghiệp quốc tế của mình khi còn là một thiếu niên và kể từ đó đã hoàn thành kỳ vọng của quốc gia. Số 3, Robert Lewandowski, 81 trận. Robert Lewandowski có thể sẽ rời Bayern Munich vào mùa hè này, nhưng trước khi làm điều đó, anh ấy cần đảm bảo Ba Lan có thành tích tốt ở nhóm UEFA Nations League của họ. Tiền đạo này là lá bùa hộ mệnh của đội tuyển Ba Lan trong thập kỷ qua. Kể từ khi ra mắt đội tuyển quốc gia năm 2008, Lewandowski đã ghi 76 bàn sau 131 trận cho Ba Lan. Lewy luôn nỗ lực hết mình khi trong đội hình chỉ có anh là siêu sao duy nhất. Lewandowski đã khá nhanh chóng đạt được 50 bàn thắng quốc tế khi anh đạt được thành tích chỉ sau 81 trận đấu. Kể từ khi chạm mốc đó, anh đã có thêm 26 pha lập công khác trong 50 trận đấu, cho thấy rằng anh ấy vẫn đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Số 2, Neymar Jr., 74 trận. Bỏ qua những lời chỉ trích, Neymar Jr. chắc chắn sẽ trở thành một trong những cầu thủ tài năng nhất trong thế hệ của anh. Chàng trai xứ Samba đã có một số chiêu trò và đã giới thiệu chúng trên sân khấu quốc tế hết lần này đến lần khác. Cầu thủ chạy cánh tài năng này khoác áo đội tuyển quốc gia Brazil khi mới 18 tuổi và ghi 50 bàn thắng đầu tiên cho đất nước chỉ sau 74 trận. Trong giai đoạn này, anh mang về Confederations Cup cho đất nước của mình, đồng thời đưa họ vào đến bán kết FIFA World Cup 2014. Mặc dù anh ấy không thể góp mặt trong trận đấu đó do chấn thương, kể từ đó anh đã ghi 24 bàn sau 45 trận, qua đó nâng tổng số bàn thắng quốc tế của mình lên 74 bàn. Neymar vẫn chỉ mới 30 tuổi và sẽ có khả năng ghi 100 bàn thắng quốc tế ngay trước khi treo giày. Tuy nhiên, hiện tại, anh sẽ tập trung vào việc giúp Brazil nâng cao chức vô địch FIFA World Cup tại Qatar năm nay. Số 1, Harry Kane, 71 trận. Harry Kane là thành viên gần đây nhất góp mặt trong danh sách này khi cầu thủ người Anh ghi bàn thắng thứ 50 cho đất nước của mình trong trận hòa 1-1 với Đức. Bằng cách này, ngôi sao của Tottenham Hotspur đã trở thành cầu thủ nhanh nhất ghi được 50 bàn thắng quốc tế chỉ sau 71 trận đấu. Trên thực tế, chỉ có 6 trong số này xảy ra ở các trận giao hữu, với phần lớn trong đó là ở các vòng loại của FIFA World Cup và giải vô địch châu Âu. Điều đó không có nghĩa là Kane đã không xuất hiện trên sân khấu lớn bởi anh giành được chiếc giày vàng tại FIFA World Cup 2018. Ngôi sao 28 tuổi cũng hy vọng sẽ lặp lại kỳ tích năm nay, nhưng sẽ hướng tới mục tiêu giúp đất nước của anh ấy mang về chiếc cúp vàng.